Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Hôm nay dọn kho em còn sót lại một cái nồi cơm. Thì nồi cơm này là nồi cơm của Nhật và được sản xuất tại Nhật luôn nha mấy anh. Và cái model của nó là NBZH18TD. Cái này là vừa áp suất mà vừa cao tầng luôn, mới 100% luôn, có một cái ha. Thì cái này thì bây giờ ship tỉnh không có được. Nếu mà ship tỉnh á, thì anh em chuyển khoản thì em mới gửi chành xe được, hoặc là anh em ở Sài Gòn thì chạy qua lấy ha. Còn các tỉnh thành khác thì ngày hôm nay là người ta ngưng nhận giao hàng hết rồi. Ok, để em khui ra sơ cho mấy anh chị em xem. Đó, cái này mới 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 trăm trăm luôn. Model này là giữa áp suất vừa cao tầng nha mình. Giá 6,5 triệu em báo giá luôn ha, mới trăm trăm nha, chưa có xài. Đó, cái này còn nguyên luôn, rồi gửi ra luôn cho mấy anh xem luôn model này. Okay. Thì nó có một cái lúc nào nó cũng có cái giá múc cơm này hết á, ha, cái giá múc cơm. Rồi nhớ luôn đó, nguyên cái nồi mới tinh luôn nha, chưa có xài, nó rất là đẹp ha. Rồi bấm nút cho bật lên thôi là được rồi, khỏi dỡ ra luôn đó. Ok đó, mới nguyên luôn nha anh ha, chưa xài nha, mới 100% luôn. Có hai cái cốc đựng để lượng gạo lượng nước rồi đó ha. Nồi đáy rất là dày nha anh, vừa áp suất vừa cao tầng nha anh em lưu ý. Rồi ok, rồi anh chị em nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Mới 100%, giá 6,5 triệu, có một cái duy nhất nha. Rồi ok, bỏ vô rồi.